Nhớ làm sao những buổi chiều lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đêm ngôi chùa cũ ngày hai buổi, 14:30 mỗi tối ngày, tức là cứ vào những cái buổi tối sám hối là mình nghe vọng về những cái tiếng chuông. Cho nên cái hình ảnh của ngôi chùa tức là nó quan trọng, chứ không phải không. Rồi cái thứ hai mình kiện thầy, thưa quý vị, ông có hai cái điểm mà là thầy mình. Một là ông có một cái đời sống đi đứng nằm ngồi có oai nghi, có nghĩa là ông có cái phạm hạnh. Ông thầy không có phạm hạnh, ông có cái oai nghi, cái đức tướng đó. Cái thứ hai là nó cần hơn nữa, đó là cái trí tuệ. Cái trí tuệ, hai cái này nó hòa nguyện với nhau quý vị. Cho nên mình đi tìm ông thầy. Thưa với quý vị, nhà sư lên đảnh lễ Đức Phật, cái nhà sư thưa với Đức Phật như thầy: thầy sau này cũng sanh ra con giống như thầy, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hiểu không quý vị? Rồi nói thầy, bất cứ con tái sanh ở cõi nào, xin thầy nâng đỡ và giúp cho con có được trí tuệ. Thấy không quý vị? Cái thứ nhất là có hảo tướng, cái thứ hai là có trí tuệ, và cái thứ ba là cho con đủ phương tiện. Đủ phương tiện là gì quý vị biết không? Hả? Bác sống mãi trong sự nghiệp của chúng kính thang là phải có bác hộ, phải có tiền. Chứ mà sanh ra có tiền làm gì? Nó dốc. Cho có đủ phương tiện, mình muốn bố thí là có tiền để bố thí. Quý vị hiểu không? Muốn cắt nhà thì mình cắt. Muốn làm cái gì tức là mình có điều kiện làm tới. Thưa quý vị, nhà sư á, sau khi ổn định được cái ngôi chùa, đó từ 2003 đến 2008 Thanh Thành 5 năm, thì trong thời gian này, thưa quý vị, nhà sư đã nuôi cha, nuôi mẹ và đưa cha mẹ trở về với thiên cổ. Nhà sư đưa thầy của nhà sư về thiên cổ, cùng một lúc là hoàn tất được ngôi chùa. Hoàn tất ngôi chùa xong, thưa với quý vị, có mấy tháng sau là tháng 8 năm 2008 là nhà sư lâm những cái bệnh về nghiệp, là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch vân vân, biết đến hôm nay là 12 năm. Cho nên nhà sư không có dính bệnh, không có dính mắc gì. Trong hiện kiếp mà những người mà nhà sư thọ cái ơn lớn là sanh dưỡng và giáo dưỡng là nhà sư đã sanh hết. Về đứng làm lễ hết, thầy cũng vậy, cha cũng vậy, mẹ cũng vậy, thì về đứng làm lễ. Đến tháng 7 năm 2008 là nhà sư lâm bệnh. Và buổi sáng đó là cái ngày 12 tháng 7 là nhà sư chuẩn bị đi tứ tăng ở trung tâm. Thì buổi sáng đó là nhà sư đường lên tới 350 bị hôn mê. Và bắt đầu từ đó là bệnh tiểu đường.